Tao đã mất hơn 20 năm để học được những điều này, nhưng mày chỉ mất 1 phút để biết được chúng. Hãy tự nhủ mỗi ngày rằng bản thân mày chính là thứ cần được chăm sóc trước tiên và luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay cả bản thân mày mà còn không thể tự lo cho mày được thì mày lo đéo gì được cho ai. Bớt lo chuyện bao đồng để làm hài lòng tất cả mọi người đi, vì đó là bi kịch. Yêu bản thân, báo hiếu cha mẹ, chăm lo vợ con, đền đáp ân nhân. Phần nhân loại còn lại chỉ là rác.